Thưa bác, hôm nọ thì cháu lúc có nhận được một cuộc điện thoại là không biết là từ bác nào đấy. Trước kia là hình như là bảo là đưa bé Hiếu để lấy bé Hiếu để mà đi nuôi được như là thời gian sao ấy. Xong lại bà lại bảo là không có xe cây sinh, xong lại trả về. Cháu lúc cũng xin nói luôn các bác nhá, hiện tại là ông thì là cái phần phần bị viêm phế quản của ông ấy thì là đỡ rồi cô bác ạ. Ông bảo là nếu như là không cháu lực không đưa ông là đi kịp thời rằng là có thể là ông là không có khỏi năm nay đấy cô bác. Đấy thì là cái lời ông nói thôi, cháu lực truyền đạt lại thôi cô bác nhá. Cháu lực xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung bài chi kênh bạn em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay cháu Đức lại tiếp tục xuống nhà của em Quân cùng với lại là ông bà bé Hiếu của bác ạ. Thời gian vừa rồi thì cháu Đức đang bận một chút là cái công việc ở nhà hai ông cháu cho nên là ít cháu Đức đi xuống với nhà của em Quân được. Thế cũng có rất là nhiều cô bác cũng có hỏi về cuộc sống của em Quân cùng với lại ông bà thì như thế nào rồi. Thì hôm nay cháu Đức đi xuống là ghi hình một thước phim cho tất cả của bác anh chị là cùng biết. Đấy, cũng được tộ tầm là hơn một tuần không xuống đâu các bác. Nhìn thấy là bà con là ai cũng gặt hết những cái thửa ruộng, cánh đồng ruộng của nhà mình đấy. Đang chuẩn bị là vào một cái mùa vụ mới rồi. Không biết là hiện tại là lên thì có bắt gặp em Quân ở nhà không. Sợ rằng là em Quân là đến cái mùa này là em ấy là dùng máy cày để mà đi cày thuê rồi. Mùa này thì đang vào là mùa mưa nữa cho nên là tạnh lúc nào là đi làm lúc đấy thôi, thậm chí là có những lúc mà đang mưa các bác là còn là đội áo mưa cả đi làm. Quần thì có vẻ như là những cái bộ áo này hình như là vừa đi làm về sao các bác ạ, là vẫn còn thấy là còn chảy nước tòng nữa. Lắm không nào em phò thu ra cái ba cái bà cháu thì mình nọ cùng đây phò cùng ở nhà. Ông thì đi cắt cỏ rồi chỉ muốn lên chín đấy chứ mấy phò mùa lợn thì bà bảo là vẫn còn rất là khỏe. Phò không này thật đây chỉ vắt này phò hòn hòn này chỉ tay à phò cái gì nào tay ở đây hả? Để hạ tay. Còn để hạ tay á? Ừ, tay để thằng cùng tay xuống trên. Thế là cái mùa vụ này là bà chỉ có gặt được là năm bao thôi. Phò neo ở tháo phan phò nè. Có mà thật đúng mảnh rồi. Cá này thì là mua về thì bằng cách là phơi như này đâu các bác thì mới ăn được lâu. Anh Quân đi đâu rồi Hiếu? Hả? Quân đi đâu rồi? Ở đây, ở đây. Ở đây nào. Không biết là mưa lớn như này thì đằng sau nhà của Quân thì có bị sạt vào một chút nào không? Nhìn thấy thì vẫn chưa có bị ảnh hưởng gì tới là bao nhiêu cả. Anh Quân đi đâu rồi? Hả? Quân đi đâu rồi? Quân đi đâu rồi? Ừ? Xem nào có trứng cháy không? Trứng cháy không? Mấy ngày không xuống thì thấy bé Hiếu là kiểu cứ mãi chơi cái cả kia thôi các bác. Rồi hả? Cùng với hôn đưa mấy không bà thì là ở nhà là trong bé Hiếu với lại là phơi thóc nữa ngôi nhà của em Quân thì chắc là không có xa lạ gì với cô bác nữa rồi. Một ngôi nhà để mà trên trong thì cũng rất là hẹp cô bác ạ. Nếu mà để mà chia thành gian là chỉ có 1 2 3 là 3 gian thôi. Ông thì là ngủ ở cái ngôi nhà phía trong châu bên kia là nhiều hơn, còn bên này là chỉ có bà với lại bé Hiếu, lại thêm là cả em Quân nữa. Tiêu á? Như nó vừa như mà ta cơ. À.
May thì cháu được xuống thì cũng có một tin của bác ạ, là cháu được nhận được một cuộc điện thoại ở trên kênh, thì không biết là bác nào gọi cho em, bác nào trước có hứa hẹn gì với gia đình sao ấy. Nói tiếp không? Năng điểm không? Mỗi lần đi xuống nhà bà thì hầu như là đều uống nước chè cả các bác ạ. Chè này thì là được ông với lại bà là tự tay là đi hái về. Trong một thời gian vừa rồi thì khi mà cháu được xuống chia sẻ với các bác thì cũng được là các bác cô chú anh chị mạnh thường quân là giúp đỡ tới cho em Quân cùng với lại bà là rất là nhiều. Thứ nhất là giả lại cái phần khoản là ngân hàng, và thứ hai thì hiện tại là vẫn cần phần kinh phí là vẫn còn là dư ra. Thế còn thiếu này, ông bác khái cơ bé họ thiếu nè. Lê bông mới chửi chửi đây, áo chịu làm á, dũng ăn cô khai viên đúng mới đi của đây này, bông chửi chửi, cốt động chân, lê cốt động đây có á, nào mà cái cô lá đi bởi khai nó lấy cái tổ phòng tôi mà. Mà thì là mi con luôn đi tô điện tôi lá lên đi sắm đi lá lá cái này lên bụng ăn rồi này lên mà càng tập hồ ta cũng nghe chúng ăn đấy. Đi lắp còn có dũng đây Bộ trời mi con chơi mi con nhanh luôn điện mà tôi làm. chơi ông Phật kiến đã tẩy pan lâu lâu nuông ấy xài không ít ta chứ pan lâu nuông ấy mình lao hoặc hoặc Ra ngoài cột đấy. cột giống như là lê đúng đúng thăng ạ. Có khu hoa nhiên như lê còn có tàu dâu ấy nùng hờ gà giá ngăn mía gì tàu quá là sao mà ngăn mía tàu mà thấy cái chưa mà hoặc luôn cái mã thì viên vàng tay cái đấy nó ngấu này. Thưa bác, hôm nọ thì cháu lúc có nhận được một cuộc gọi điện thoại là không biết là từ bác nào đấy. Trước kia là hình như là bảo là đưa bé Hiếu để lấy bé Hiếu để mà đi nuôi được như là thời gian sao ấy. Xong lại bà lại bảo là không có xe cái sinh xong lại trả về. Anh Quân đi đâu rồi Hiếu? Hả? Quân đi đâu rồi? Bé Hiếu thì là một đứa gái mà phải nói là rất là lì lợm của bác ạ. Quân về ra Hát thì mình hôm hả? nay ảo mà Hát thì mình căng căng thì mình căng Thế nó ảo của chủ Bây đây nó ảo của cơ Con lẽ ông chú hơi chủ này là mấy hôm không xuống là bé Hiếu là ngại của bác ạ, là sợ. Chắc tao thừa nổ. Sắp đi học rồi đấy nhở? Quân phải tiết tờ thứ na phải không? Ừ, phải nắng lớp chín đây. Nhưng lớp chín đây. Thì ngất đi mà bây giờ là lạ. Thì bắt. Thấy Quân là hiện tại là đang đi xuống kia để mà làm ruộng rồi, không biết là làm hô hô cái đi dân hô cái Có coi. phải đi dân chứ? Hô cái dân nhá phải không? Các Mình mới thấy cái dân nào thử á. sắc nào mới phải không? Hả? Thử sắc nào mới? Thì sáng nào mà hôm nay thì thu nhá nào đi. Mình hốt nào chứ lại mà hốt cái gì. Còn đây thì nào hốt cái nào chứ lại mà bùng mà này. Quân thì đang đi xuống để làm ruộng rồi. Chắc là có lẽ là cháu Lực sẽ đi xuống để mà gặp em Quân một chút cô bác ạ, xem là em Quân là làm ruộng là như thế nào, xem là máy móc của em thì trong cái thời gian này dùng thì có bị làm sao không, có bị hỏng hóc ở đâu không cô bác, để còn biết mà để mà đem đi sửa nữa. Bây giờ thì nếu mà Quân làm ruộng của nhà Quân thì có thể là cháu được trích cái tiền nó hỏng, cháu được trích tiền quý ra để mà sửa máy được. Nhưng mà nếu mà Quân đi ra ngoài làm thuê cho người khác thì nếu mà hỏng ấy, thì Quân sẽ lấy chính cái số tiền mà Quân kiếm ra để mà sửa, chứ không cháu Lực sẽ không có sửa cho Quân, là Quân đi làm thuê để cháu Lực cũng sửa. Mùa này mà phơi thóc phơi ngô này thì phải nói là không có người ở nhà thì mà lắm lúc mưa về là không dọn kịp đấy các bác. Làm bên thằng Quân đỡ này phòng à? Ừ, thấy vậy. Bye bye. Chuyện chú năm của nó Bộ là phòng, bye bye. Đấy. Gọi nó, thằng nó, tạo cái gì đấy. Thế nó ảo cái chuyện này thì nó làm. Có cái ảo mới này ảo như thức rồi nó. Cái ngôi nhà thì có vẻ như là hiện tại là cái độ nghiêng nó rất là nhiều các bác. Vừa rồi nọ thì cháu lực đi xuống thì cái cầu thang này các bác này, đáng lẽ là cái cầu thang này này, cầu thang này là nó
từ tít bên này cơ đấy, nhưng mà hiện tại là bây giờ nó cách ra độ tầm là tầm 15 cm rồi, nó bị nghiêng ra rồi. Anh còn chút yếu 5 phút nữa bị tao bảo có lái chuyển tắc rồi. Hiểu không? Ừ, và xuất tắc nữa bị tao có lái chuyển tắc rồi. Một vụ này thì bà có kể rằng là vừa rồi là gặt được 5 bao rồi, có bác ở dưới kia thì không biết là được, không biết là tầm bao nhiêu bao nữa. Nghe tiếng máy cày thì có vẻ như là thấy Quân đang cày ở tít ra bên kia. Hiện tại thì không biết là Quân đã ăn cơm chưa các bác, nhưng bây giờ là gần là 2 giờ, có lẽ là em Quân là làm thông chưa. Cái cuộc sống cũng như là hoàn cảnh của em Quân thì cũng như rất là nhiều cô bác có bình luận ở trên kênh ấy, nói rằng là Quân thì là cuộc sống là gọi là như là éo le hơn cô bác ạ. Thì bây giờ nếu mà một mình Quân thì là Quân đi làm là làm được nghìn nào là ăn nghìn đấy thì còn đỡ, còn bây giờ là đi làm được tổ tầm là 10.000 thôi là phải chia cho là cả ba người nữa, còn là cả ông cả bà nữa. Còn là về cái sức khỏe của ông cô bác thì cháu Lực cũng xin nói luôn các bác nhá, hiện tại là ông thì là cái phần phần bị viêm phế quản của ông ấy thì là đỡ rồi cô bác ạ. Ông bảo là nếu như là không cháu Lực không đưa ông là đi kịp thời rằng là có thể là ông là không có qua khỏi năm nay đấy các bác. Đấy thì là cái lời ông nói thôi, cháu Lực truyền đạt lại thôi các bác nhá. Cáp hồ. Phò à. Phò. Bà vừa chỉ cho Lực là đường đi ra gần em Quân là đi ra đường nào để gần hơn. Hôm nọ thì thấy Quân có kể với cháu Lực rằng là Quân có nhận làm ở phía trên kia cái cô bác này, hình như là 1,3 triệu sao ấy. Không biết là Quân đã làm xong chưa. Cái vụ năm trước thì do là bò của nhà Quân ấy là nó đẻ các bác ạ, đẻ nên là không có làm được ruộng nhiều. Đây cũng rất nhưng cũng rất là may mắn là được một bác của Quân là lấy trâu cho Quân mượn, thành ra là mới trồng được ít lúa. Xin phép các bác là đi là phải sắn Quân lên một tí các bác ạ. Bây giờ thì đi vào không biết là đi theo đường nào thì nó gần hơn. Bà bảo là đi đường này gần hơn các bác ạ. Khứ này là phò. Khứ này là phò. Thật ruộng Quân thì ở đây còn có cả ốc rồi này. Ốc này hình như là không phải là ốc ốc mà để ăn hay sao, ốc này là nó có rất là nhiều. Bây giờ thì ra gần đến Quân thì cho được xe ghi hình sâu các bác. Đường đi thì đi khó quá, đường là nhỏ nhỏ thôi. Cái mùa này thì là cái mùa mà làm ruộng của bác, cho nên là những cái bờ ruộng này bà con là người ta làm là không 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 thể đi đi được vào. Hình như là có nước thửa nào thì làm thửa đấy sao các bác. Có vẻ nhìn thấy từ xa thì thấy là Quân đang điều khiển máy cày lại tít xuống cái kia các bác. Hình như là làm ruộng nhà em thôi chứ không phải là làm ruộng của nhà ai cả. Bà thế nào như là khờ khờ chưa đấy. Ui ấy thử đây đừng mới nắm rồi thử nè. Thửa nào mà có nước thì là làm trước, còn thửa nào không có nước thì làm sau. Còn mấy cái thửa này là hình như là bà con
các cô là cuốc từ lâu lắm rồi, thành ra là đến thậm chí mà nó còn cỏ nó còn mọc sùm ra đấy. Thời tiết là vào cái thời điểm này các bác ơi, thật sự là rất là oi. Trên kia thì có vẻ như là kiểu sắp mưa rồi. Không biết là Quân là có hộ nhà bác không hay là làm của nhà Quân nữa. Ruộng của nhà Quân thì là ở phía bên kia là có một thửa thôi các bác ơi. Một thửa ở trên cùng ấy là còn chưa gặt được. Đấy là bây giờ là phải lội đi xuống đường này thôi các bác ạ. Ra đường kia thì vòng quá. Xuống gặp Quân thì cái hình sau Quân thì thấy là đội một cái mũ màu xanh xanh kìa. Đang điều khiển máy cày rồi. Quân thì có lẽ là hôm nay là xuống là hộ nhà bác. Có phải hộ nhà cháu không? Ra đây thế nào? Đây thế nào? Đi đi ra ruộng còn không mặc áo rồi này. Áo đâu rồi? Ở nhà. Ây à, cái gì đỏ đỏ đấy? Đi làm sao? Bị ốm ạ. Bị ốm á? Dễ bị ốm mà ra ruộng thì không mặc áo à? Đây này. Thấy cô bác này người toàn xương này. Ở nhà ăn cơm cái gì mà người toàn xương đấy? Ăn cơm nữa. Thế có nhà ở nhà không có thịt à? Không đâu ạ. Hả? Không đâu ạ. Không á? Thế mỗi bữa ăn cơm là ăn cơm với cái gì? Rau thôi ạ. Ăn nguyên rau thôi à? Vâng ạ. Thằng nào nhìn toan xương này. Ở sâu nữa này cô bác này hở di xương rất là nhiều. Hôm nay anh Quân ra hộ à? Vâng ạ. À. Gọi anh Quân là gọi bằng chú Quân. Quân gọi bằng anh Quân à? Thế là mày nữa lại đi hộ nhà anh Quân à? Đây là em con bác của nhà em Quân các bác ạ. Tại người gầy gòm là hỏi em làm bữa ăn toàn xương rồi. Đây là toàn rau. Bữa ăn là ăn gọi là toàn toàn rau với lại mấy cái thứ thôi, không có thịt để ăn đâu. Bao nhiêu lâu rồi chưa ăn thịt đấy? Mỗi tối hôm qua không ăn thịt đó. Vâng ạ. Thế là mọi lần là ăn cái gì? Ăn rau thôi ạ. Ăn rau à, là mỗi tối hôm qua là được ăn thịt đấy đúng không? Vâng ạ. Ồ thế. Thế bữa hôm qua là bữa ăn thịt gần nhất à? Vâng ạ. Ăn qua ăn thịt gì? Ăn thịt lợn ạ. Ăn thịt lợn à? Vâng ạ. Ở nhà thịt đấy là bố đi mua về? Bố đi mua về ạ. Bố đi mua về á? Vâng ạ. Thế năm nay được bao nhiêu tuổi rồi? 9 tuổi ạ. Được 9 tuổi à? Thế từ 199 tuổi thì Khanh đây chào các cô bà nào? Con, Khanh đây bảo con chào các cô bà. Con chào con các bà. Đấy, năm nay lên lớp mấy rồi? Lớp 4 ạ. Chưa giới thiệu bạn giới thiệu với bản thân mình một chút thế nào? Con tên là gì? Con tên là Tuất ạ. Tên là Tuất à? Thế năm nay con học lớp mấy? Lớp 4 ạ. Hôm nay lớp 4 rồi à? Đấy, lớp 4 mà nhìn người cứ như kiểu là lên lớp 2 hay là lên lớp 1 á. Không có áo à? Có ạ. Thế? Có. Có à, thế áo sao không mà? Lúc đấy về làm ruộng quên mặc ạ. Lúc đấy làm ruộng là quên mặc à? Ừ. Đi về nhà lấy áo quên mặc đấy. Vâng ạ. Không là tí ốm ấy đây này. Bé bé tí mà biết rắc cảm rồi này. Đi về nhà lấy áo mặc đi. Vâng ạ. Rất là thường, rất là gầy còm các bác ạ. Quân thì ra phía bên kia rồi. Vừa rồi thì chắc là bác là thay nhau nào các bác ạ. Quân ra đây lâu chưa? Hà Quân? Ra đây lâu chưa? Ra lâu rồi anh. Ra lâu rồi á? Rồi chào Quân nhá. Con chào tất cả quý ông bà của chúng chị ạ. Quân thì đang làm ruộng của bác cho nên là áo quần mặt mũi là hơi bị bẩn một chút. Thì rất là mong các bác là thông cảm của bác nhá. Đang đi xem nước hả Quân? Thế là cứ... bác thì đang cày không à, cứ đi cày xong thửa nào là thả nước vào thửa đấy à? Thửa đây là của nhà, có phải của nhà Quân là của nhà bác ấy? Đấy là của nhà bác à?
Ruộng như này thì có con ếch nhiều không? Bắt được tí nào không? Mạng này là của nhà Quân à? Vâng ạ. Hôm trước là chết, xong là bạn lại gieo cái mới. Hôm trước là chết á? Vâng. Là gieo lại cái mới rồi à? Vâng ạ. Hôm nay là gia hộ bác à Quân? Vâng ạ. Bây giờ không cho nước xuống nào bây giờ ấy? Dạ. Bây giờ không cho nước xuống à? Cho xuống anh ạ. Thấy là ở trên phía trên này là ruộng của nhà Quân này. Vâng. Ruộng này thì chưa gạt hết được à? Vâng, vẫn chưa chín mấy. Nhà Quân thì là chỗ này là còn một thửa đó, một thửa nhỏ bên này các bác ạ. Thế ăn cơm chưa chưa? Lúc đấy ăn nhà bác ạ. Lúc đấy ăn nhà bác rồi. Vâng. Có vẻ như là cánh đồng ruộng này là có rất là nhiều những con ốc sên này các bác này. Con ốc này thì là ốc này ở đây có ai ăn không? Không ăn đâu anh ạ. Không ai ăn à? Vâng. Sáng nay làm được mấy thửa rồi? Sáng nay làm được 3 thửa, 4 thửa rồi. Vâng. Với bác là thay nhau làm à? Vâng ạ. Nhưng mà này là bác bỏ dầu hay là như nào? Bác cũng bỏ dầu thôi ạ. Bác là bỏ dầu à? Vâng. Bác có lấy cung cho tí nào không? Cho thì không dám lấy đâu. Cho không dám lấy á? Vâng. Làm thật sự ra của bác Quân nói câu này cho là không dám lấy. Vì là bác ở dưới này là cũng hộ Quân, là hộ Quân rất là nhiều. Như cái hôm mà bác có làm, bác có cúc bờ của nhà bác ấy, thành ra là cuốc hết rồi. Là bác là rủ cả hàng xóm mình là hộ Quân là thêm nửa ngày nữa làm hết của nhà Quân. Công nhận là cái đồng ruộng này có là con ốc này nhiều lắm ấy nhỉ? Vâng, ốc này ăn mạ khá là nhiều. Ăn mạ? Vâng, hôm trước. Đây thì bò kìa. Hôm trước còn ở đây còn có nhiều. Xong là cũng bắt được đi rất là nhiều rồi. Cái ốc này thì là nó là không ai ăn các bác ạ, thành ra là nó mới có nhiều như vậy. Mấy cây thì bị sao kia? Không biết. Hay là hết dầu rồi? Dào mấy cây rơi. Dào mấy cây rơi à? Vâng. Ui yêu. Mấy nữa là nếu mà mạng của nhà em không đủ thì bác đi hộ nhà họ trồng thì bác xin cho à? Vâng, bác xin cho. Với lại sau này nhà bác cấy xong cấy của nhà em luôn. Thì em mới không lấy tiền của bác. Nghĩa là bây giờ là giúp bác thì mấy nữa bác lại cho thứ khác đúng không? Vâng ạ. Chốt lên đây. Thấy cậu bé bên kia thì bé tí mà cũng ham xem máy của bác ạ. Chóng đi anh, chân chóng đi ạ. Bảo Quân nó dừng nha. Nhà anh nhà cày sắp hết chưa? Ngày mai nữa hết. Tầm ngày mai à? Vâng. Thế là ruộng này là ruộng của nhà anh à? Vâng. Quân giúp. Quân giúp à? Vâng. Thấy hôm nọ thì anh cũng giúp Quân khá là nhiều rồi. Vâng.
Hôm nay hai bác cháu ra từ sớm nhá. Hôm nay cày được mấy thửa ấy? Hôm nay quân gặt lúa. Quân gặt lúa có nghĩa là như kiểu đổi công với nhau thôi nhỉ? Vâng. Quân thì phải nói là một cậu bé. Vâng. Vâng. Quân thì bây giờ chỉ có một mình Quân là làm thôi, ông bà thì chỉ có ở nhà là ở nhà thôi. Quân thì phải nói là một cậu bé năm nay mới có 15 tuổi thôi các bác. Đấy nhưng mà cái cách và cái suy nghĩ của em thì nó lại là như một người lớn của bác ạ. Không biết là cùng bác là đi bác là giúp như nào thì em mới lại giúp như thế đấy. Bác thì rất là nhiệt tình. Say đầm nam thế nào mà? Say đầm nam ấy. Thì sao quá? Bác đi. Bác đi tới này. Dưới này thì có vẻ như là có một vườn lê khá là nhiều các bác này. Sai cong với cả quả luôn. Không biết là chủ nhà ở đâu nhá, tí mua một tí. Không à. Thưa các bác, Quân với lại thấy là bác nói là mấy nữa là Quân là cũng cấy luôn à? Vâng. Là cùng nhà bác để mà cấy luôn à? Vâng, bác cấy xong mạng nhà bác thừa thì lấy cấy của nhà em luôn. Ngoài nhà Quân thì là có lẽ là đợt mà vừa rồi bà gieo của bác là không biết là bị làm sao nha, nó bị chết hết. Đấy, công việc của Quân là hiện tại là chưa thể làm xong việc nhà đấy các bác, là cũng chưa thể đi theo cháu Lực được. Đợi bao giờ Quân mà làm xong, làm công việc ở nhà xong ấy thì là không có việc gì để làm ấy, thì sẽ lại tiếp tục là đi với cháu Lực để mà trên cái con đường thiện nguyện. Thì rất là mong các bác sẽ yêu quý là hai anh em này, lúc nào mà thay nhau làm à, cùng với bác thay nhau làm à. Nhà bác ở dưới này thì hầu như là giúp đỡ Quân rất là nhiều các bác ạ. Giúp đỡ về cái cách mà làm ruộng này kia này. Bây giờ thì không còn bố, không còn mẹ nữa, là cũng chỉ còn các bác để mà nhắc nhở thôi. Bây giờ làm thì độ tầm mấy thửa nữa là xong? Còn đây hai thửa. Còn hai thửa nữa. Đây xong là mai mới lại cày của em. Mai mới lại cày của em à? Cái cày của em như này thì mua dầu thì mua dầu hết bao nhiêu rồi? Trước là em cho anh đi mua vẫn còn. À hôm trước là gửi anh đi mua đấy á? À, hôm trước thì Quân là gửi cho Lực đi mua. Đi mua là 200 là 5.000 cả là cả can. 10 lít. Được 10 lít, 10 lít như này thì nếu mà để cày ruộng nhà Quân thì đủ xong hết không? Có anh. Xong hết à? Đi làm ruộng nữa các bác thì không để tránh khỏi được là quần áo này, chân tay này, lúng bùn đất hết cả. Thời gian này thì lại vất vả hơn ở nhà làm ruộng ấy. Thế cái chỗ hôm đó mà Quân làm ở trên kia thì đã làm xong chưa? Không, hôm trước em lại nghĩ xong rồi em lại không đi làm. Tại bởi vì là lần đầu là được anh chia sẻ thì được anh mua cái cây cho thì em tự làm ở nhà. Sau này nếu mà hỏng thì cũng hỏng ở nhà. Còn đi làm bên ngoài thì sợ đến làm của mình thì lại hỏng, không có tiền thì sửa nó hỏng nhiều thì không có tiền thì sửa. Xem mà chỗ nào mà ít ấy, thì là làm, còn chỗ nào nhiều quá thì là thôi. Chỗ nào mà nhiều quá thì mình thì bây giờ cũng năm nay mới có mấy cày lần đầu tiên, cũng không biết là nhận nó bao nhiêu cả. Cho nên là có ít thì là mình làm, ví dụ như người ta giả cho mình hai cái thửa là 200 thì là mình có thể là làm luôn.
Còn ở kia thì người ta khoán cho mình là tổng là bao nhiêu thửa? Nhiều quá. Tổng 10 thửa sao nhỉ? 10 thửa. Ở phía trên kia thì có vẻ như là mưa khá là to của bác trên kia. Không biết là mưa có đến đây không? Mưa. Đây là phải tối. Tối à? Nhìn trong rất là như các bác nhá. Bên này là các bác nhìn xem là một cái bầu trời mà màu đen đen. Còn ra phía bên kia thì là mặt trời màu xanh rất là đẹp này. Đấy, bạn này bạn ôi rồi rồi còn điều cả bé lên trên ruộng để mà làm nữa. Còn cái bạn nhỏ này thì là chuyên gia là nghịch nước này, tuốt đúng không? Thế là tuốt đúng không? Người toàn xương rồi, găm xương khắp người. Đấy, thứ nhất là thưa các bác ạ, về là cái hoàn cảnh của gia đình của bạn nhỏ đấy là cũng khá là khó khăn. Đấy là bác của nhà em Quân đấy, cũng có bao nhiêu người con đấy? Tổng là 6 người con. 6 người à? Tổng là 6 người. 6 người thành ra là gia đình mới khó khăn, không có đủ ăn, đủ mặc nữa. Bây giờ thì Quân là cũng ngày một lớn lên rồi, thành ra là công việc ở ngoài thì cũng đã, công việc ở trong nhà cũng biết làm mà công việc ở ngoài thì cũng biết rồi. Chắc bây giờ phải đặt cái máy lên đó. Mà máy lên đó, lấy đi. Thế là xong cái thửa ấy rồi à? À. Có máy cày thì làm rất là nhanh các bác ạ, chỉ cần một lúc thôi là đã xong thửa ruộng rồi. Có vẻ bác của Quân là còn chưa biết dùng máy cày lắm, chưa biết thường thạo mấy cô bác ạ. Thành ra là lúc mà lên thửa ruộng hay là xuống ấy, thì là Quân là điều khiển ấy hơn. Trên vùng cao thì là hầu như là những cái lúc mà lên điều khiển máy cày của bác này, lên xuống những cái thửa ruộng này thì khá là khó khăn. Phải là một người kéo một người dưới đẩy lên thì mới được. Nhưng mà người kéo ở trên kia nó là kéo nhiều hơn. Thế nhà anh là còn một thửa bên đây nữa thôi là mai mới làm à? Hay là một tí nữa làm hết anh? Làm hết. Làm hết luôn à? Vâng. Có nước đi đâu là làm đến đấy đúng không? Vâng. Ừ. Rồi mình nắm tay ở mà mai trên được này. Thế là cứ làm xong một thửa kia lại dồn hết nước đi thửa khác à? Đây. Đấy. Cái bạn nhỏ này là chuyên đi theo là để cầm cái cây á. Không có mặc gì nữa cả. Mặc bảo là đi vào trong ruộng thì ướt hết áo rồi. Đấy, các bạn nhỏ trên vùng cao thì hầu như là ai cũng đi ra ruộng ra đồng rất là sớm. Gọi là biết là chỉ cần biết thôi là đã đi cùng bố mẹ là đi vào ruộng rồi.
Một ngày thì ướt bao nhiêu bộ quần áo rồi? Một ngày là 2 bộ rồi. Hả? Đi lên đi, nước này bẩn lắm. Cái bụng này to quá này, người toàn xương rồi. Thưa bác, em Quân thì là một người mà phải nói là năm nay em có 15 tuổi thôi, nhưng mà em cũng rất là biết nghĩ của bác ạ. Trong lúc mà nhà hai ông cháu là đang làm đấy, là Quân cũng có rất là nhiệt tình là xuống giúp hai ông cháu rất là nhiều lần, từ khi mà đào nền nhà tới cái thời điểm là hôm qua là vận chuyển vật liệu hết nữa. Mặc dù là vận chuyển vật liệu này thì đều lấy thuê khóa cho anh thợ hết rồi đấy, nhưng mà Quân thì cũng gọi là cũng muốn là đi xuống giúp.
À, thưa cô bác, có lẽ là bây giờ cháu Lực cũng sẽ cho em Quân là làm với cô bác ạ. Và hôm nay xuống dưới nhà của Quân thì cũng có một công việc là muốn hỏi bà ấy, thì vừa rồi cháu Lực cũng đã hỏi rồi. Và Quân thì là trong thời điểm hiện tại là em ấy ở nhà làm ruộng nhiều hơn, thành ra là không có đi được với cháu Lực nhiều là mấy cô bác ạ. Ở đây thì là Quân là đi hộ bác là gọi như là đổi công này kia, hay dùng máy để mà đổi công ấy, nhưng mà bác là sẽ dùng sức người là đi đi trả lại công cho em Quân là nhiều hơn, và đồng thời là bác cũng giúp cho em Quân rất là nhiều các bác ạ. Và cũng xin cảm ơn các bác đã theo dõi video, và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở sóng theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Con chào tạm biệt tất cả quý ông bà cô chú anh chị ạ. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Tại ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác.